Chào các bạn. Các thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ. Trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Hôm nay cô Trang Anh sẽ sử dụng cái cuốn đó là Tổng ôn ngữ pháp để mà cô Trang Anh sẽ chiếu cái phần lý thuyết của bài. Thế còn cái phần bài tập là cái tài liệu mà cô Trang Anh soạn. Tại sao cô cho anh lại phải soạn bài tập mà không sử dụng ngay cái bài tập trong cuốn sách này? Bởi vì là cái số bài tập mà cô cho anh soạn chuẩn bị cho cái buổi học hôm nay ấy, nghĩa nó sẽ nhấn gần như hết tất cả những cái quy tắc trong cái phạm trù về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ như này. Vậy thì có nghĩa là bạn có thể hiểu rằng là cái buổi học hôm nay của cô cho anh giống như cái buổi mà cô dạy lại bài bản về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ. Bạn thân mến, với cái chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ, về cơ bản thì nó không khó. Tuy nhiên nó có một số quy tắc và chúng ta sẽ phải thừa nhận cái quy tắc đó. Các bạn ơi, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Ok, ổn chưa ạ? Cái phần tài liệu này thì cô cho anh đã đăng trước cho các bạn rồi. Không biết là các bạn đã xem qua cái phần tài liệu và phần lý thuyết này chưa ạ? Nhớ với cái chương trình mà nó ở cái giai đoạn đầu hỗ trợ các bạn luyện thi như này thì cô cho anh sẽ giảng rất là chậm, chỉ chi tiết từng tí một để các bạn có thể theo được. Bạn thân mến, chương trình hôm nay của cô cho anh có thể phù hợp cho đối tượng học sinh từ lớp 9 tới lớp 12. Và cái phạm trù này cũng sẽ có trong nội dung thi của các bạn, chắc chắn sẽ thi vào. Rồi, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé. Với cái chương trình buổi tối thì cô trai có thông báo là cô sẽ duy trì cái thời gian học là khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút. Để mà các bạn học, các bạn đỡ thấy mỏi. Bởi vì là cái việc mà các bạn phải tập trung vào màn hình này trong một cái khoảng thời gian như vậy, hơn nữa là bây giờ mới là đang ở giai đoạn hè thôi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian. Nên là mình học nhẹ nhàng thôi để không mệt, không cảm thấy chán nhá. Nên là từ bây giờ mỗi một buổi hỗ trợ cô cho anh sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút. Các bạn nhớ là cái lịch học thì cô cho anh đã đăng trước cả tuần cho các bạn rồi. Vậy là cứ đúng lịch chúng ta sẽ vào học em nhé. Rồi một lần nữa cô cho anh hỏi các bạn là các bạn đã kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé. Ổn chưa ạ? Cô cho anh thông báo một việc nữa. Đó là cô có thông báo là cuối tuần này thứ bảy cô tổ chức thi thử. Tuy nhiên thì cô nhớ ra là cô vừa mới tổ chức thi thử tháng 7 vào giữa, tức là mình đã có một cái buổi thi thử vào giữa tháng rồi. Vì vậy mà nếu như cuối tháng lại tổ chức thi nữa thì thi nhiều quá. Vì vậy mà cái thi thử tuần này cô cho anh sẽ hoãn lại, tức là sẽ không tổ chức thi thử nữa. Vì một tháng chỉ thi thử một lần thôi. Đặc biệt là ở cái giai đoạn đầu là chúng ta cũng chưa học được gì để mà thi thử nhiều cả. Nên là lịch học của chúng ta sẽ duy trì cả tuần này theo đúng lịch mà cô Trang đã đăng trước. Riêng có cái lịch thi thử vào thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tạm hoãn lại và cô sẽ đổi sang đó là cuối tháng 8 mình sẽ thi thử. Và với cái mùa luyện thi 2024 này thì cô Trang sẽ duy trì thi thử giống như các mùa trước là mỗi một tháng mình sẽ thi thử một lần em nhé. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào bài này. Với cái chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ, như nào lại gọi là sự hợp giữa chủ ngữ và động từ? Thì bạn nhớ cho cô là sự hòa hợp tức là sao? Tức là động từ của em sẽ phải chia theo chủ ngữ của câu. Về cái quy tắc chung đó là khi danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được mà làm chủ ngữ của câu thì động từ sẽ chia ở dạng số ít. Và khi danh từ số nhiều làm chủ ngữ của câu thì động từ sẽ chia ở dạng số nhiều. Vậy thì quy tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đó là chủ ngữ số ít hoặc chủ ngữ là danh từ không đếm được thì động từ chia số ít. Thế còn chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ chia số nhiều. Đấy là quy tắc chung. Tuy nhiên nó sẽ có một số những cái quy tắc khác. Cái quy tắc chung này rất là đơn giản rồi. Cái khó đó là một loạt những cái quy tắc này. Bây giờ cô cho anh sẽ chữa thẳng vào bài tập. Và qua cái phần bài tập đó thì cô cho anh sẽ giải thích cho em là nó sẽ áp dụng quy tắc nào trong số những quy tắc dưới đây. Bạn thân mến, cái bài này của cô cho anh sẽ bổ trợ rất là nhiều cho chương trình của nhóm chuyên đề. Là với các bạn học sinh nhóm chuyên đề và những bạn học sinh nhóm tổng ôn mình cũng đang ôn tập ngữ pháp mà. Nhờ các bạn gọi nhau vào học giúp cô nhé. Nhờ bắt đầu này.
Cô có với cái câu số 1, bạn nhìn cho cô xem là với cái câu số 1 thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì đầu tiên bạn sẽ phải xét cho cô xem là chủ ngữ của em là số ít hay là số nhiều? Chủ ngữ của em là danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được? Thì bạn căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ health, nghĩa là sức khỏe. Đó ạ. Bạn nhớ cô là đây là danh từ không đếm được. Vậy chúng ta có quy tắc là nếu như chủ ngữ mà là danh từ không đếm được nhá. Chủ ngữ mà là danh từ không đếm được. Ok không ạ? Thì động từ của chúng ta sẽ chia như thế nào? Em giống lại quy tắc cho cô này. Chứ khi chủ ngữ của em là danh từ không đếm được thì động từ sẽ chia ở dạng số ít. Vậy là áp dụng cái công thức đó thì động từ ở đây sẽ phải chia ở số ít nhé. Nếu số ít thì cô sẽ bỏ được ý A, bỏ được ý D. Cô chỉ bỏ được cả ý C nữa, bởi vì am chỉ đi với độc quyền một ngôi là ai thôi. Như vậy thì với câu số 1, cô chọn được đáp án câu đấy là ý B. Chợ và với cái câu này cô sẽ dịch được như sau này. Cô có cái cấu trúc là be essential for something, nghĩa cần thiết cho cái gì. Là sức khỏe tốt là cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Xong câu số 1 chuyển sang câu số 2, tương tự như vậy. Vậy thì với cái phạm trù về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, nhờ bạn sẽ phải xét cho cô đến cái phần chủ ngữ của câu trước. Với câu này bạn căn cứ như sau. Căn cứ bằng the majority of people. Trở về thì ở đây nó sẽ là cái dạng quy tắc là danh từ 1 cộng với of cộng với danh từ 2. Động từ của mình sẽ chia như thế nào? Thì em sẽ áp dụng cho cô cái quy tắc sau. Chợ chúng ta có cái quy tắc số 11 đó là hai danh từ nối với nhau bằng of. Chợ nếu hai danh từ mà nối với nhau bằng of thì sẽ chia theo danh từ phía trước. Nhưng nếu danh từ phía trước mà là những từ như là từ some, từ all, từ most, từ majority. Rồi, đúng cái từ của mình rồi đúng không ạ? Thì lại phải chia theo danh từ phía sau. Vậy thì bạn sẽ nhớ cho cô được là với cái chủ ngữ mà có majority thì động từ chúng ta sẽ chia theo danh từ phía sau. Danh từ phía sau của cô là people, là danh từ số nhiều. Chợ với danh từ số nhiều thì động từ phải chia số nhiều. Động từ chia số nhiều nếu như là động từ hiện tại, nếu của hiện tại đơn ấy thì động từ phải chia nguyên dạng. Vậy thêm S như ý B là sai. Chợ thế còn ý C, nếu động từ số nhiều mà to be thì y phải đổi thành are mới đúng. Lên ý C sai. Chợ tương tự như vậy thì ý A của chúng ta to be ở quá khứ nó phải là were thì mới đúng. Nên là với câu này, cô chọn được câu số 2 là ý D. Vậy đây chính là lý do mà lúc trước cô bảo với em rằng là với cái phạm trù về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ ấy ạ. Đúng ạ, thì bạn nhớ cho cô như sau, đó là chúng ta sẽ vẫn phải 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 nắm được cái quy tắc về phần thì của động từ nữa, được không ạ? Rồi nhá. Vậy thì với cái câu số 2, cô sẽ dịch nghĩa câu này cho em. Các bạn có cần phải dịch nghĩa không ạ? Nhờ, các bạn có cần phải dịch nghĩa không? Tôi có dịch nghĩa cho các bạn nhé. Nhờ, với cái câu số 2, cô sẽ dịch câu này như sau. Dịch là đa số mọi người đều thích dành thời gian cho gia đình của họ. Chúng ta có cái cấu trúc mở rộng đó là enjoy cộng với verb in. Thích làm gì? Sau câu số 2 chuyển cô sang câu số 3. Với cái câu số 3 em sẽ nhìn cho cô vào chủ ngữ của câu này. Chợ với chủ ngữ của câu này bạn sẽ thấy có từ sau. The windows of people. Ok, the windows of. Vậy nó sẽ áp dụng công thức là danh từ 1 cộng với of cộng với danh từ 2. Bình thường nhá thì nó sẽ chia theo danh từ 1. Vậy ở đây bạn sẽ chia cho cô theo cái từ sau. Chia theo windows là danh từ số nhiều. Vậy thì với danh từ số nhiều thì động từ của cô phải chia ở số nhiều. Chợ nếu chia ở số nhiều mà hiện tại đơn ý, thì động từ của chúng ta phải để nguyên chứ không thêm s như này. Nên ý C của cô sai, đúng không ạ? Thế này, nếu giả dụ là hiện tại an thành thì động từ số nhiều của nó phải là have chứ không phải là has. Nên ý A sai. Chợ thế này còn nếu là quá khứ tiếp diễn nhá, cô chưa cần xét là thì gì. Để cô xét cái bố cục chung đã. Chợ nếu là quá khứ tiếp diễn thì phải dùng to be ở số nhiều là were mới đúng. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, câu 3 cô chọn được ý B. Chợ câu số 3 cô mở rộng cái cấu trúc ra cho các bạn như sau này. Chúng ta có với cái cấu trúc sau. Với cấu trúc là need cộng với to verb. Nhớ, cấu trúc là somebody cộng với need cộng với to verb là ai đó cần phải làm gì. Ngoài ra, cô có cái cấu trúc là something cộng với need cộng với verb in. Ok, hoặc là to be cộng verb phân từ 2. Nghĩa là có cái gì được làm bởi ai. Vậy đây bạn thấy là chủ ngữ của cô là cửa sổ của phòng.
Vậy là danh từ chỉ vật. Vậy mình sẽ áp dụng công thức là something cộng với need cộng với very, nghĩa là cần được làm gì, và dịch là cửa sổ của cái phòng này cần phải được sửa. Sau câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Với câu số 4 thì bạn sẽ thấy nó vẫn tiếp tục áp dụng cái công thức là danh từ 1 cộng với danh từ 2. Nhưng mà ở cái phần phía trước em sẽ thấy nó có mặt của một cái từ sau, em lưu ý này, đó là từ với từ percent. Ok. Vậy thì với cái từ là percent là phần trăm, đúng không ạ? Thì bạn sẽ xem cho cô như sau này, vẫn ở cái quy tắc số 11. Chợ nếu như danh từ phía trước đúng không ạ mà có chứa phần trăm thì mình sẽ phải chia theo danh từ phía sau. Vậy để áp cái công thức đó vào thì cô dẫn xem với cái câu số 4, danh từ phía sau em xét cho cô xem nó là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Thường thì dấu hiệu nhận biết của nó sẽ là danh từ số nhiều, nó sẽ có S ở đuôi. Thì ở đây với cái từ sau, với từ project là dự án, bạn sẽ thấy rằng nó không có S, vậy cô sẽ tính là danh từ số ít. Với danh từ số ít thì động từ sẽ chia số ít. Nếu động từ chia số ít thì cô sẽ bỏ được ý A, đây là to be ở quá khứ và dạng số nhiều. Cô sẽ bỏ ý B, đấy là to be của hiện tại ở dạng số nhiều. Cô sẽ bỏ ý C, bởi vì nếu số ít thì động từ have phải đổi thành has thì mình mới xét tiếp. Như vậy thì với câu số 4, cô chọn được câu đấy là ý D. Đó ạ. Dịch là 70% dự án đã được hoàn thành rồi. Xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5. À, câu số 4 dịch là 70% của dự án này đã được hoàn thành. Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5. Với cái câu số 5 thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái danh từ sau. Căn cứ bằng từ trousers, nhận là cái quần. Trở về thì cái quần nó sẽ áp dụng cái quy tắc nào dưới đây? Thì bạn sẽ xem cho cô ở trong cái phần sau này. Trở với cái phần đó là cái quy tắc số 17 nhá. Với cái quy tắc số 17 người ta bảo là những cái danh từ luôn chia ở số nhiều. Một số từ như là cái từ đây rồi, em nhìn thấy đúng không ạ? Với từ cho là cái quần này. Đúng ạ? Thì động từ luôn chia ở số nhiều. Đấy nhá. Vậy thì ở đây bạn sẽ thấy rằng là có mặt của cái từ trousers. Ok. Thì động từ của chúng ta sẽ phải chia ở số nhiều. Vậy thì với nếu mà chia ở số nhiều thì bạn sẽ xử lý được như thế nào đây ạ? Nhờ cô có từ để đọc là trousers, nhựa số nhiều nhá. Vậy động từ của chúng ta sẽ phải chia ở số nhiều. Vậy thì cô sẽ bỏ được này. Thứ nhất là cô bỏ được cái anh ý A, bởi vì là to be quá khứ ở dạng số ít. Cô sẽ bỏ được ý D, với anh là to be của hiện tại ở dạng số ít. Chờ cô có là am là độc quyền cho ngôi ai thôi, lên ý B sai. Do đó với câu số 5 cô chọn được câu đấy là ý C. Dịch là cái quần mới của tôi quá dài. Chợ tôi cần phải, đúng không ạ? Cần phải làm sao? Cần phải nhờ người sửa cho nó ngắn lại. Trong này chúng ta là cần lặp lại cái cấu trúc sau. Lúc trước cô trai có phân tích cho em cấu trúc này rồi này. Với cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì. Chợ với chủ ngữ là somebody, ở đây chủ ngữ là ai. Nhớ, đằng sau cô có cái cấu trúc là get hoặc là have. Ok, something cộng với verb phân từ hai, có cái gì được làm bởi ai, nhờ ai làm gì chứ mình không làm. Xong câu số 5 chuyển cô sang với câu số 6. Chợ với câu số 6 tương tự như vậy, em xem cho cô xem là chủ ngữ của em là số ít hay là số nhiều. Lúc trước cô Trang có bảo với em là dấu hiệu để nhận ra là danh từ số nhiều là có S, nhưng mà có một số từ trong tiếng Anh nó không tận cùng là S nhưng vẫn là danh từ số nhiều. Cụ thể với từ sau, cô có từ women là những người phụ nữ. Thế còn nếu một người phụ nữ, người ta dùng a woman. Ok. Thế còn từ hai người phụ nữ trở lên, người ta dùng từ women. Vậy bạn sẽ thấy rằng là từ này cô mặc dù nó không có S nhưng là danh từ số nhiều. Vậy với danh từ số nhiều, động từ chia số nhiều, cô chưa cần biết nó là thì gì cả. Nhưng nếu là hiện tại mà động từ chia số nhiều nó phải để nguyên dạng chứ không thêm S thì đi A sai. Cái này thuộc kiến thức về thì nhá. Chợ ý B, nếu giả dụ là thì quá khứ tiếp diễn thì với động từ số nhiều, to be của em phải chia số nhiều như này mới đúng, lên B sai. Chợ ý C, giả dụ là hiện tại hoàn thành thì động từ số nhiều cô phải là have, nên ý C sai. Do đó cô chọn được đáp án của câu số 6 là ý D. Trở với cái câu số 6, để mà dịch được cái câu này thì bạn sẽ phải thừa nhận cho cô một cái cụm từ cố định như sau. Chúng ta có cụm từ. Với cụm từ là make, ok, contribution. Chúng ta có cái cụm từ là make contribution, nhựa to something, đóng góp vào cái gì. Trở cô có từ significant, nghĩa là đáng kể.
Chợ cơ cấu từ phía lĩnh vực đúng không ạ, sang là khoa học. Về dịch là phụ nữ đúng không ạ, đang có những cái đóng góp đáng kể cho cái lĩnh vực về khoa học. Sau câu số 6 chuyển sang câu số 7. Với cái câu số 7, bạn sẽ căn cứ xem là chủ ngữ của em là gì. Thì bạn sẽ thấy rằng là chủ ngữ trong cái câu này của em là từ sau, là everybody. Thì bạn sẽ giống cho cô ở cái quy tắc sau này, everybody. Chờ everybody, đợi cô một xíu nhá. Chúng ta sẽ có xem là với cái chủ ngữ là everybody, đợi thì động từ của chúng ta sẽ chia như thế nào. Đợi cô một xíu, cô cho anh sẽ tìm cái quy tắc đó cho em. Đó là cái quy tắc số 18 ở trong cái cuốn sách này. Với quy tắc số 18, người ta có bảo như sau. Người ta bảo là với đại từ bất định nhận làm chủ ngữ của câu thì động từ theo sau chia số ít. Đại từ bất định là những từ sau, là một loạt những từ này. Và bạn sẽ thấy rằng là trong đó nó có mặt của từ everybody. Được không ạ? Vậy là cứ có những cái đại từ bất định này thì động từ chúng ta sẽ chia số ít. Vậy thì với cái câu số 7 này, căn cứ bằng cái từ, căn cứ bằng everybody, động từ chia số ít. Vậy nếu chia số ít thì cô sẽ loại trừ được các phương án sau này. Cô sẽ loại trừ được ý C. Giả dụ nếu dùng hiện tại thành mà số ít nó phải dùng là has, nên C sai, đúng không ạ? Rồi nếu mà số ít của hiện tại đơn ý, thì động từ nó phải thêm S, nên ý D của cô sai. Như vậy cô khoanh lại đáp án của cô chỉ còn A hoặc B thôi. Thì bạn lưu ý cho cô với động từ là want. Động từ này không chia ở thì tiếp diễn. Nhớ nhá, bạn nhớ cô này. Với cái động từ, lưu ý cho cô cái từ này, đó là với động từ want. Động từ này không tồn tại ở thì tiếp diễn. Vậy ý A mà chia tại tiếp diễn là sai. Do đó với câu 7, cô chọn được câu đấy là ý B. Chúng ta có cái cấu trúc như sau. Như là chúng ta mở rộng cấu trúc này. Cô có cấu trúc là want somebody to do something, muốn ai đó làm gì. Cô lại có cấu trúc là want to do something, muốn làm gì. Vậy thì với câu dịch là mọi người đều muốn thành công trong cuộc sống. Trong cái câu này cô cho anh còn mở rộng ra một cái cấu trúc nữa cho các bạn. Các bạn lưu ý cho cô như sau này. Cơ có với cấu trúc sau. Với cấu trúc là be successful in something, thành công trong cái gì. Chợ thế còn nếu động từ nó là succeed, ok, in something hoặc doing something, thành công trong việc gì. Vậy có nghĩa là với từ succeed hoặc successful đi vào dưới từ là in em nhé. Rồi sau câu số 7 chuyện cô sang với câu số 8. Với câu số 8 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái danh từ sau. Sorry, căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ nào? Chúng ta áp dụng quy tắc vào. Chờ, chúng ta có với cái quy tắc số 19, em xem cho cô này. Với cái quy tắc số 19, người ta có bảo như sau. Đó là với chủ ngữ. Với chủ ngữ có từ nào? Nếu sau nào là danh từ số ít thì động từ chia số ít. Thế còn nếu sau nào là danh từ số nhiều thì động từ sẽ chia số nhiều. Vậy thì áp công thức đó vào bài cho cô. Thì cô sẽ xem như sau này. Bạn sẽ xem cho cô là ở phía sau của từ n thì em sẽ thấy xem là danh từ của chúng ta là số ít hay số nhiều. Thì bạn thấy có từ sau, có từ pets, nhỡ có s, vậy đó là danh từ số nhiều. Như vậy thì ở đây động từ của cô phải chia ở số nhiều nhá. Rồi nếu số nhiều thì cô sẽ bỏ cái anh ý b ngay từ đầu, bởi vì to be is của hiện tại đang chia số ít. Cô sẽ bỏ ý c, vậy là to be quá khứ ở số ít. Vậy thì cô sẽ còn ý a hoặc là ý d. Trở về thì với cái câu này dịch là không cho thú cưng đúng không ạ, vào trong khách sạn này. Điều về dịch là thú cưng không được mang vào trong khách sạn này. Vậy nó thuộc về quy định. Nếu thuộc về nội quy định chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại hoàn thành. Do đó với câu số 8 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Nhờ bạn thân mến, bởi vì là cái thời gian học của chúng ta chỉ không trong khoảng thời gian 30 đến 45 phút thôi, thì cô cho sẽ tập trung giảng nhá, tập trung giảng như này để mà cái buổi học của chúng ta nó được liền mạch này. Với thứ hai là để mà chúng ta có thể học được nhiều nhất như có thể. Xong câu số 8 chuyện cô sang với câu số 9. Với cái câu số 9 bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ somebody. Ok. Vậy bạn xem cho cô xem này, với từ somebody nó là đại từ bất định. Rồi, áp dụng lại quy tắc số 18. Với đại từ bất định thì động từ theo sau chia số ít. Đại từ bất định là từ sau này someone hoặc somebody là một. Vậy cứ có cái từ đó thì đằng sau động từ chia số ít. Nếu chia số ít thì cô sẽ loại được cái anh ý A. Bởi vì nếu hiện tại hoàn thành mà số ít thì nó phải là has chứ không phải have. Ok, ý C này.
Nếu như là hiện tại đơn mà chủ ngữ là số ít thì động từ của chúng ta phải thêm s cơ, nên c sai đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ còn ý b hoặc là ý d thỏa mãn câu này. Vậy thì em sẽ phải xét cho cô xem là ở đây mình sẽ dùng thì là gì liên quan đến thì này. Tôi không thể tìm thấy điện thoại của tôi. Chờ ai đó chắc là đã cầm nhầm nó, đã vô tình cầm nó. Chúng ta có cụm từ by mistake nghĩa là tình cờ, đúng không ạ? Vô tình. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được là tôi không tìm thấy điện thoại của tôi ở đâu cả. Chắc là ai đó đã cầm nhầm nó. Vậy thì với cái câu này mình sẽ dùng là dùng cái thì gì để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và để lại kết quả dấu hiệu ở hiện tại. Chờ cái việc mà ai đó cầm mất điện thoại của tôi là hành động đã xảy ra rồi. Và kết quả của hành động đấy là bây giờ tôi không thấy điện thoại của tôi đâu nữa cả. Như vậy thì ở cái câu này chúng ta sẽ dùng thì hiện tại văn thái chứ không phải dùng hiện tại đơn. Do đó với câu 9 cô chọn được câu đấy là ý D. Sau câu số 9 chuyện cô sang với câu số 10. Với cái câu số 10 chúng ta sẽ căn cứ bằng cái chủ ngữ như sau. Chờ căn cứ bằng a number. Chờ giống cho cô và cái quy tắc sau. Nhớ. Chúng ta có cái quy tắc là a number. Đây rồi. Nó là cái quy tắc số 12 này. Với cái quy tắc số 12 thì cô có là a number và the number. Mình có quy tắc là a number cộng danh từ số nhiều, verb chia số nhiều. Chứ vẫn quy tắc này nhưng đổi a thành the. Thì là chúng ta lại có là the number cộng với danh từ số nhiều, verb chia số ít. Vậy thì áp công thức đó vào. Cô có như sau này, a number cộng với danh từ số nhiều, verb chia ở số nhiều. Nhớ, verb này của cô phải chia ở số nhiều. Nghĩa nó là nhiều. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý A nếu dùng quá khứ tiếp diễn mà verb to be số nhiều thì mình phải đổi thành were. Nên ý A của cô sai. Ý B nếu dùng hiện tại an thành mà verb số nhiều thì has phải đổi thành have. Nên ý B sai. Cho ý C nếu động từ to be ở dạng số nhiều nó phải là are. To be hiện tại ở dạng số nhiều phải là are cơ. Nên ý C của cô sai. Do đó với câu 10 cô chọn được ý D. Vậy thì rất là nhiều học sinh đã nộp bài tập được giao của họ rồi. Xong câu số 10 chuyển sang câu số 11. Theo hướng như vậy thì với cái câu số 11 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng một cái từ sau này. Chờ, với câu này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái cụm sau đó là cụm từ. Với cụm từ together with. Ok, together with. Em sẽ giống cho cô xem nó ở cái quy tắc nào trong sách của chúng ta. Thì cô có với cái quy tắc là together with. Đợi cô một xíu, cô trai sẽ tìm xem là nó sẽ là cái quy tắc nào của nhá. Chờ chúng ta có với cái quy tắc của together. Ok, đợi cô một xíu, đây rồi. Đó là quy tắc số 10 trong sách của mình này. Là các danh từ mà đối với nhau bằng at word. Chờ with và together with. Chờ thì động từ sẽ, thì đúng không ạ? Thì chia động từ theo danh từ phía trước. Chờ vậy thì có nghĩa là ở đây cô có thứ nhất là danh từ thì à, cái phần từ thứ nhất của cô trước together with là Mary. Rồi đằng sau là her friends. Vậy động từ cô sẽ chia theo Mary, đúng không ạ? Vậy Mary là một người thôi. Vậy ở đây động từ cô sẽ chia ở số ít nhá. Nếu động từ chia số ít thì cô sẽ loại trừ anh ý A. Bởi vì nếu to be của hiện tại mà số ít nó phải là is, nên ý A của cô sai. Cho ý C nếu giả dụ dùng hiện tại an thành thì số ít nó phải là has, nên ý C của cô sai. Chờ thế còn với cái anh ý D thì sao? Ý D của cô nếu nó là hiện tại đơn, đúng không ạ? Thì nếu mà ở số ít thì nó phải thêm S lên ý D của cô sai. Do đó với câu 11 cô chọn được đáp án của câu đấy sẽ phải là ý B, đúng không ạ? Với cái câu số 11 ý B, vậy thì em sẽ dịch cái câu này của chúng ta như thế nào đây? Thì bà sẽ dịch cho cô như sau ấy. Dịch là Mary cùng với những người bạn của cô ấy chờ sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho sinh nhật của John. Vậy thì với cái câu này tại sao cô lại dùng hiện tại tiếp diễn mà cô dịch là sẽ? Thì bạn nhớ cho cô là với cái thì hiện tại tiếp diễn ngoài để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói ra thì nó còn dùng để diễn tả những cái hành động mà sẽ xảy ra trong tương lai khi nó có kế hoạch từ trước. Thì trong ngữ cảnh câu này cô sẽ dịch là sẽ nhá. Xong câu số 11 chuyển sang câu số 12. Với câu số 12 bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái chủ ngữ sau này, căn cứ bằng cái từ đó chính là từ với từ age. Ok, giống cho cô cái quy tắc ở trong này của chúng ta. Nhờ cô có cái quy tắc sau. Chờ cô có cái quy tắc số 2 đó là sau age, sau every, sau many a thì động từ của chúng ta chia số ít. Vậy thì áp nguyên công thức đó vào thì cô suy ra được là ở đây của cô cần động từ chia số ít.
Vậy thì cô sẽ bỏ được anh ý ngay từ đầu. Bởi với thì hiện tại hoàn thành mà động từ chia số ít thì have phải đổi thành has. Đúng ạ, tiếp lại am cho độc quyền một ngôi I trong tiếng Anh thôi. Nên ý B bỏ. Chứ động từ to be are là của số nhiều, thế còn số ít nó phải đổi thành is. Nên ý D sẽ là đáp án của câu 12. Chứ câu 12 dịch là mỗi một học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc hoàn thành cái nhiệm vụ được giao của họ. Trong cái câu này cô cho anh mở rộng một cái cấu trúc ra cho em. Và em nhớ là khi mà em học thì em cũng sẽ học mở rộng từ vựng cấu trúc này ra để chúng ta vừa ôn được từ vựng lại vừa củng cố được cái chúng ta vừa củng cố được từ vựng và vừa ôn lại được cấu trúc. Mình có cấu trúc sau này. Chúng ta có cái cấu trúc là be responsible for something hoặc doing something, nghĩa là chịu trách nhiệm cho cái gì, cho việc làm gì. Nhớ cái phần cấu trúc này nó sẽ là cái phần ở trong cái khóa cấu trúc của khóa chuyên đề. Các bạn chuyên đề học phần này rồi. Xong câu số 12 chuyển cô sang câu 13, tương tự như vậy. Vậy từ nãy giờ em có thể hiểu rằng là với cái chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ động từ như này thì em sẽ phải quan tâm cho cô đến chủ ngữ của câu là số ít hay số nhiều. Áp dụng những cái quy tắc gì trong số những cái quy tắc mà có ở trong cái danh sách mà cô cho anh vừa mới 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 chiếu cho các bạn ấy. Để với câu 13 bạn căn cứ cho cô bằng từ sau. Để căn cứ bằng từ diabetes, ok? Thì bạn sẽ thấy rằng với từ diabetes, nó là tên của một loại bệnh. Để nhớ nhớ cho cô này. Đây là bệnh tiểu đường, lưu ý cho cô. Với từ diabetes là tên của một loại bệnh, là bệnh tiểu đường. Vậy thì nó là tên của một loại bệnh mặc dù nó tận cùng là S, nhưng nó chỉ là tên của một loại bệnh thôi. Vậy thì bạn sẽ áp dụng cái quy tắc số 6 này. Đó là những cái danh từ kết thúc là S nhưng mà dùng số ít, đó chính là tên của các môn học mà tận cùng bằng S thì cũng dùng động từ chia số ít. Tên của các căn bệnh, vậy đây sẽ chính là cái phạm trù mà mình đang nói ở câu này, đúng không ạ? Vậy thì với cái bệnh tiểu đường là tên của một loại bệnh nên động từ chia số ít. Nếu động từ chia số ít thì cô sẽ không chọn ý A. Bởi ý A của cô nếu số ít thì động từ have phải đổi thành has, ok? Ý B của cô nếu số ít thì phải đổi thành was. Thế còn ý D của cô này, đây là thì hiện đơn, đúng không ạ? Nếu số ít thì phải thêm S vào cơ. Do đó với câu số 13, cô chọn được câu đấy là ý C. Về dịch là bệnh tiểu đường yêu cầu cần phải có cái sự kiểm soát cẩn thận về cái lượng đường trong máu. Xong câu số 13, chuyển cô sang với câu số 14. Chợ với cái câu số 14, bạn sẽ xem cho cô xem này. Với cái câu số 14, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái phần chủ ngữ của câu này. Chủ ngữ của câu này người ta dùng với cái từ sau. Với từ the unemployed. Ok, thì bạn nhớ cô sau này. Chúng ta có cái từ với từ unemployed. Nhưng anh này cô là tính từ. Đúng không ạ? Vậy thì mình nhớ lại cái quy tắc về mạo từ mình đã từng học, đó là người ta sử dụng mạo từ the cộng với tính từ để tạo thành danh từ chỉ người ở dạng số nhiều. Vậy từ đó cô sẽ suy ra được là the cộng với tính từ tạo thành danh từ chỉ người ra số nhiều. Vậy ra đây là chủ ngữ số nhiều nhá. Thì là những cái người thất nghiệp. Vậy thì với chủ ngữ số nhiều thì động từ phải chia ở số nhiều. Vậy ý B của cô và động từ thêm S là sai, đúng không ạ? Động từ thêm S là hiện thế đơn ở dạng động từ thêm S đó chính là ở cái thì hiện thế đơn với chủ ngữ số ít. Vậy thì cô sẽ bỏ. Nếu số nhiều thì ý A với động từ has em phải đổi thành have. Nên ý A của cô sai. Cho ý C nếu số nhiều thì is em phải đổi thành are mới đúng. Do đó với câu số 14 cô chọn được câu đấy là ý D. Và dịch là những người thất nghiệp đang đang gì đang seeking tìm kiếm, đúng không ạ? Cái cơ hội việc làm chợ thông qua cái nền tảng trực tuyến. Xong câu số 14 chuyển cô sang câu số 15. Với cái câu số 15 bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái danh từ sau, căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ number, chúng ta giống cái quy tắc mà lúc trước cô cho anh có nói tới, đó là quy tắc số 12 này. Chúng ta có quy tắc là a number cộng với danh từ số nhiều, verb chia số nhiều. Chúng ta có quy tắc là the number cộng với danh từ số nhiều, verb chia số ít. Vậy đây thì mình áp dụng quy tắc là the number, verb chia số ít. Nhá, đúng không ạ? Vậy chúng ta có là nếu như cái anh là a number, nhựa thì nó sẽ dịch là nhiều cái gì? Chợ nhiều ai, nhựa có nhiều người, nhiều cái gì? Thế còn với cái anh là the number, nghĩa là số lượng. Vậy đây dịch là số lượng tai nạn giao thông đã giảm. Chợ due to là vì cái gì trigger. Nhớ cô sẽ có từ regulation là quy định nhá. Cái quy định làm sao? Chúng ta có với một cái tính từ sau. Nhớ đó chính là từ với từ strict nghĩa là nghiêm ngặt.
Thì đây cô sẽ có từ stricter, nghĩa là nghiêm ngặt hơn. Đây là cái số lượng tai nạn giao thông đã giảm do cái quy định khắt khe hơn, do cái quy định nghiêm ngặt hơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng quy tắc là the number cộng với danh từ số nhiều verb chia số ít. Nếu verb chia số ít thì cô sẽ bỏ ý A. Vì với hiện tại đơn, nếu chủ ngữ số nhiều à, nếu chủ ngữ số ít, verb số ít thì phải thêm S vào lên ý A sai. Trở tiếp này, ý C của cô, nếu mà số ít thì động từ have phải đổi thành has lên ý C sai. Bây giờ cô còn B và D đều thỏa mãn. Em dịch nghĩa câu này. Thì số lượng của những vụ tai nạn giao thông đường bộ đã giảm, đúng không ạ? Do cái quy định. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái câu số 15 này của chúng ta, cái việc giảm đấy, nó không phải là một thực tế mà nó là một quá trình. Cái quá trình đấy xảy ra là do cái quy định nghiêm ngặt nên là số lượng của các vụ tai nạn đấy giảm dần. Vậy thì ở đây nếu diễn ra trong một quá trình, cô sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Do đó với câu 15, cô chọn được câu đấy là ý B. Sau câu số 15, chuyển cô sang câu số 16. Với cái câu số 16, bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng United States, nghĩa là gì? Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đấy là tên của quốc gia, đúng không ạ? Mặc dù nó có S nhưng nó chỉ là tên của một quốc gia thôi. Đấy nhá. Ở chợ nếu nó đúng không ạ? Để xem cái cổ cái quy tắc số 6 này. Danh từ kết thúc bằng S nhưng động từ sẽ chia số ít. Đó là những cái cụm danh từ chỉ tên của quốc quốc gia, thành phố có S nhưng vẫn động từ chia số ít. Vậy thì cô sẽ suy ra được là ở đây động từ cô chia số ít nhá. Động từ chia ở số ít thì cô sẽ bỏ được đáp án ý D. Bởi ý D của cô nếu số ít nó phải thêm S vào cơ. Thì cô sẽ thấy là ý A nó thêm S này. Ý C nó dùng là is cũng đảm bảo là số ít đúng không ạ? Ý C nó dùng là has cũng đảm bảo số ít. Vậy cô có những ba đáp án cơ, vậy em sẽ xét về thì của câu này. Thế dịch nghe rồi. Dịch là Hoa Kỳ được biết tới nổi tiếng vì cái gì? Vậy với cái cấu trúc nổi tiếng với cái gì thì cô có cái cấu trúc là be known. Cô có cái cấu trúc là be nhớ với cấu trúc là be known for something. Được biết tới nổi tiếng vì cái gì? Vậy thì bạn sẽ suy ra được là Hoa Kỳ được biết tới chứ không tự nó biết, vậy là bị động. Trở về nếu bị động thì ý A của cô là chủ động quỷ thể đơn. Ý C của cô là chủ động quỷ thể thành. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 16 là ý B. Đấy nhá. Được biết tới với cái culture là văn hóa, đúng không? Diverse là đa dạng. Được biết được dịch là Hoa Kỳ nổi tiếng vì cái sự đa dạng văn hóa và lịch sử, và giàu lịch sử. Vậy cô dịch hoàn chỉnh câu này nghe nó hay hơn, dịch là Hoa Kỳ nổi tiếng vì cái sự đa dạng văn hóa và cái tính cái sự cái gọi là cái truyền thống về lịch sử của nó. Xong câu số 16, chuyện cô sai câu số 17. Với cái câu số 17, bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái từ sau này. Căn cứ bằng từ physics là tên của một môn học, là môn vật lý nhá. Chợ mặc dù nó có S nhưng nó chỉ là tên của một môn học thôi. Và em áp dụng cái quy tắc số 6 này, đó là danh từ kết thúc là S nhưng động từ sẽ chia số ít khi nó danh từ chỉ tên của các môn học. Vậy thì ở đây với từ physics là danh từ có S nhưng mà nó chỉ là tên của một môn học nên động từ chia số ít. Nếu chia số ít cô sẽ bỏ ý A. Ý A của cô to be đang chia số nhiều. Cô sẽ bỏ ý C vì C của cô là to be hiện tại chia số nhiều. Vậy cô có cả B và D đều thỏa mãn là số ít. Vậy thì với câu này em sẽ chọn B hay D. Dịch nghĩa câu này cho cô này. Dịch là lịch sử là cái môn học yêu thích của con gái tôi. Vì vậy mà con bé dành rất nhiều thời gian để học nó mỗi ngày. Nhớ vậy thì ở đây mình sẽ hiểu rằng là đây là cái sở thích ở hiện tại của con gái tôi. Hơn nữa, em có thể căn cứ bằng động từ spend ở phía sau chi hiện tại. Vậy theo nguyên tắc về sự phối thì chỗ này cô sẽ dùng hiện tại. Do đó với câu 17 cô chọn được ý D. Đúng ạ, gì ạ? Môn vật lý là cái môn học yêu thích của con gái tôi bây giờ. Vì vậy mà nó dành rất là nhiều thời gian để học mỗi ngày. Phía đằng sau cô có cái cấu trúc là spend time cộng với verbing. Dành thời gian làm gì? Nhớ xong câu số 17 chuyển cô sang câu số 18. Với câu số 18 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng một từ sau. Chờ căn cứ bằng cái từ đó là từ từ N. Ok, à, áp dụng cho cô cái quy tắc sau này. Chúng ta có cái quy tắc đâu rồi? Chờ chúng ta có quy tắc số 19. Với câu quy tắc số 19 đó là với chủ ngữ có chứa từ N. Thì nếu sau nó là danh từ số ít thì động từ chia số ít. Thế còn nếu sau nó là danh từ số nhiều thì động từ chia số nhiều. Vậy thì với cái anh này nó sẽ tùy thuộc vào danh từ phía sau của nó. Với cái danh từ phía sau, bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái danh từ sau. Căn cứ bằng từ.
bằng từ food là thức ăn, đúng không ạ? Nó là danh từ không đếm được. Nếu đếm được nó đã có S rồi. Vậy nếu danh từ không đếm được thì động từ cô sẽ chia số ít. Như vậy cô sẽ bỏ được ý A, bỏ được ý B, bỏ được ý C. Do đó với câu 18 cô chọn được ý D. Nhờ câu 18 dịch là không còn thức ăn ở trong tủ lạnh nữa. Sau câu 18 chuyển cô sang câu số 19. Với cái câu số 19 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ jogging. Thì cô sẽ có như sau, với cái từ, với từ jogging là chạy bộ đó, ấy nhá, là chạy bộ ở trong cái gì đó, chạy bộ cho công viên là một cái cách tuyệt vời để mà keep fit. Vậy thì với cái câu số 19 này chúng ta có thể áp dụng cái quy tắc sau này. Quy tắc số 3 đó là verb in đứng ở đầu câu, động từ chia số ít. Hoặc em có thể coi, nhờ có thể coi jogging là môn thể thao, đúng không? Thì động từ của em vẫn chia số ít. Vậy kiểu gì cũng ra được chỗ này là sẽ phải chia số ít. Nếu chia số ít thì cô sẽ bỏ được đáp án ý B và ý C. Ở đây to be đang chia số nhiều. Ý B là to be hiện tại chia số nhiều. Thế còn ý C của cô là to be quá khứ chia số nhiều. Vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc D mà thôi. Nhưng mà xét nghĩa của câu này này, dịch là chạy bộ trong công viên là một cách tuyệt vời để mà keep fit, đúng không ạ? Để mà giữ dáng, để mà giúp cho cơ thể cân đối khỏe mạnh. Vậy đây nó là một thực tế, đúng không ạ? Nó là một nhận định nhá. Vậy thì diễn tả bình phẩm nhận xét chúng ta sẽ dùng thì ở đây hơn. Do đó với câu 19 cô chọn được ý A. Sau câu số 19 chuyển cô sang với câu số 20. Với cái câu số 20 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Căn cứ bằng từ adults là những người trưởng thành. Nó có S đó là danh từ số nhiều. Thì với danh từ số nhiều, động từ chúng ta chia số nhiều. Vậy ý A của cô to be số ít sai. Ý D với động từ has sai. Vậy cô sẽ chỉ còn B hoặc D. Thì với câu này nếu em dùng to be là are gì cả là. Thế còn nếu em chọn ý C với động từ have nghĩa là có. Vậy thì với câu này em sẽ phải căn cứ bằng nghĩa của câu. Là người trưởng thành có quyền tự do để đưa ra quyết định của riêng họ. Vậy đây và cần từ với nghĩa là có chứ không phải cần nghĩa là. Vậy thì với câu 20 cô chọn được ý C. Nhá, chúng ta có một cái cấu trúc sau và em thừa nhận cái cấu trúc đó cho câu này. Chúng ta có với cái cấu trúc sau này. Chợ với cái cấu trúc là have the freedom. Nhá, cô có cái cấu trúc là have the freedom to do something. Có tự do để làm gì, đúng không? Được tự do để làm gì. Chúng ta có cái cụm từ cố định là từ make. Chợ ghép với từ decision nghĩa là gì? Đưa ra quyết định. Vậy thì với câu 20 cô chọn được ý C. Sau câu số 20 chuyển cô sang với câu số 21. Chợ với cái câu số 21 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Nhờ căn cứ cho cô bằng từ neither. Chúng ta sẽ giống cho cô cái quy tắc sau. Nhớ. Cô có với cái quy tắc sau này đây, quy tắc số 9 này. Với quy tắc số 9 thì bạn sẽ thấy được là hai danh từ nối với nhau bằng cấu trúc là neither nor, đúng không ạ? Với cấu trúc neither nor thì động từ của chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ gần nó nhất. Thì có nghĩa là sao đây ạ? Có nghĩa là với cái câu số 21 như này, khi mà có cái từ, nghĩa khi có từ neither với từ nor thì động từ của chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ gần nó nhất, tức là chia theo từ Mary. Thì mà Mary là số ít thì động từ chúng ta phải chia số ít. Vậy ý C của cô với động từ have, nếu mà số ít nó phải đổi thành has. Thế còn ý B của cô nếu hiện tại đơn mà số ít nó phải thêm S lên B và C sai. Chờ cô còn A và D đều thỏa mãn là số ít. Nhưng mà cô có từng bảo với em là với cái động từ là want, động từ này của chúng ta không chia tiếp diễn được, nên thì D của cô sai. Do đó với câu 11, câu 21 cô chọn được ý A. Và dịch là cả John và Mary đều không muốn đi tới bữa tiệc đó. Thế nhá. Rồi xong câu số 21 chuyển cô sang câu số 22. Với câu số 22 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Căn cứ bằng từ please. Ok, xem cho cô xem là với từ please chúng ta sẽ áp dụng cho cô cái quy tắc nào nhé. Thì cô sẽ thấy như sau này, ở trong cái quy tắc số 7, những cái danh từ không kết thúc bằng S nhưng dùng số nhiều. Trong một loạt những cái từ dưới đây thì bạn sẽ thấy có mặt của từ. Với từ police là cảnh sát. Đó, ấy nhá, danh từ tập hợp, động từ chia số nhiều. Vì với động từ chia số nhiều thì cô sẽ bỏ được ý B. Ý B với hiện tại đơn mà thêm S vào nó sẽ là phải chủ ngữ số ít cơ. Đúng ạ, ý C của cô nếu số nhiều thì Y phải đổi thành R. Đúng ạ, bây giờ cô sẽ có là ý A của cô đảm bảo là động từ chia số nhiều này. Thế còn ý D của cô đảm bảo cũng động từ chia số nhiều này. Cho ý A của cô là thì hiện tại tiếp diễn, thế còn ý D của cô là thì hiện tại đơn.
Vậy thì với câu này chúng ta sẽ dùng thì hiện tại diễn hay thì hiện tại đơn? Thì em sẽ phải căn cứ bằng cái ngữ nghĩa của câu này. Bây giờ em sẽ phải dịch nghĩa của câu nhé. Dịch là, à mà câu này không cần phải dịch nghĩa của câu đâu. Em căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu nhận biết sau. Đó là từ nào? Là bây giờ. Vậy nó sẽ là dấu hiệu của thì hiện tại em diễn. Sau đó với câu 22, đơn giản, cô chọn được câu đấy là ý A. Vậy dịch là cảnh sát đang điều tra về cái hiện trường của vụ án để mà lấy evidence, bằng chứng. Đó bạn. Rồi, bạn thân mến, cô cho anh có bảo rằng là một buổi học của chúng ta sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút. Tuy nhiên thì bây giờ là 40 phút rồi nhưng mà cô cho anh vẫn chưa dạy xong hết các quy tắc. Nên các bạn sẽ chịu khó ngồi học thêm nhé. Ủa? Với cái câu số 23 của chúng ta này, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ amount. Thì bạn sẽ thấy rằng là về bản chất thì cô sẽ có là từ amount dùng với danh từ không đếm được. Và với danh từ không đếm được thì động từ chia số ít. Vậy thì suy ra ở chỗ này của cô động từ chia số ít này thì cô sẽ bỏ được ý A to be chia số nhiều, ý B to be chia số nhiều. Vậy cô còn C và D. Thì với câu này bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu trạng từ thời gian, căn cứ bằng cái từ sau này, đó là từ căn cứ bằng từ last, động từ chia quá khứ. Như vậy thì với câu 23 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Là một khoản tiền lớn đã được, đúng không ạ, quyên góp cho cái tổ chức từ thiện đó vào năm trước. Xong câu số 23 chuyển cô sang câu số 24. Với cái câu số 24, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Căn cứ bằng từ both. Đó, chúng ta có cái anh là both and thì sao? Thì bạn sẽ xem cho cô xem là với cái anh là both and thì động từ của chúng ta sẽ chia như thế nào? Thì bạn nhớ cho cô cái quy tắc là chúng ta có là both cộng với chủ ngữ một cộng với and cộng với both cộng với danh từ một chứ cộng với and cộng với danh từ hai. Thì verb của cô sẽ chia ở số nhiều nhé. Vậy thì nếu verb chia số nhiều thì cô sẽ thấy được là ý A, ý B và ý C đều là verb số ít cả. Vậy thì với câu 24 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Rồi với cái câu số 24 chúng ta mở rộng cấu trúc ra như sau này. Cô có cái cấu trúc là be interested in doing something, nghĩa là quan tâm, hứng thú, thích cái gì. Vậy là cả Mary và John đều thích đi du lịch đến các đến vùng quê đó. Giờ xong câu 24 chuyển cô sang câu số 25. Với câu số 25 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ along with. Giờ áp dụng cho cô cái công thức sau. Giờ chúng ta có cái quy tắc như thế này. Đó là hai danh từ nối với nhau bằng cái cụm từ đây. Giờ các danh từ, sorry, các danh từ mà nối với nhau bằng along with. Giờ thì chia động từ theo danh từ phía trước. Vậy có nghĩa là với cái câu số 25 này, cô có là danh từ phía trước của cô là CEO. Thế còn đằng sau cô có từ management team thì cô sẽ chia theo CEO. CEO là vị chủ tịch, có một vị thôi. Nên động từ cô sẽ chia số ít. Nếu động từ chia số ít thì cô sẽ bỏ ý A đang chia quá khứ tiếp diễn, động từ chia số nhiều. Cô sẽ bỏ ý C hiện tại tiếp diễn, động từ cũng đang chia số nhiều. Cô bỏ ý D hiện tại hoàn thành, động từ cũng đang chia số nhiều. Vậy thì với câu 25 cô chọn được ý B. Dịch là vị CEO cùng với cái team quản lý của ông ấy, đúng không ạ? Dịch là vị chủ tịch cùng với cái ban quản lý, đúng không ạ? Đang làm việc cho một cái chiến lược mới. Xong câu số 25 chuyển cô sang câu số 26. Với cái câu số 26, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Nhớ, căn cứ cho cô bằng chủ ngữ của câu này. Chủ ngữ câu này thì bạn sẽ thấy có từ sau. Nhớ, có từ 3 weeks là 3 tuần. Chứ 3 tuần là đại lượng chỉ thời gian. Bình thường mình sẽ thấy rằng là 3 tuần sẽ phải là số nhiều. Nhưng mà bạn nhớ cho cô như sau này. Nếu như chủ ngữ của em mà là những cái đại lượng chỉ thời gian, nhá, xem cho cô đây rồi. Giờ chúng ta có cái quy tắc số 6 là những cái danh từ kết thúc là S nhưng mà là cái cụm từ chỉ thời gian thì động từ của chúng ta chia số ít. Đây, danh từ kết thúc bằng S nhưng mà là đại lượng chỉ thời gian thì động từ chia số ít. Nếu chia số ít thì cô sẽ bỏ được ý A, đúng không ạ? Cô sẽ bỏ được ý C. Bây giờ cô sẽ chỉ còn B hoặc D mà thôi. Ý D thì quá khứ đơn thì không thể hiện được nó là số ít hay số nhiều. Thế còn ý B cô là hiện tại đơn. Vậy dịch là 3 tuần, đúng không ạ? Dường như là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nó có thể, đúng không ạ? Có cảm tưởng như là mãi mãi đối với ai. Nhưng nó có thể là mãi mãi khi mà bạn đang đợi chờ một cái gì đó. Giờ vậy thì với cái câu này của chúng ta này, bạn thấy là cái cách diễn đạt của câu này, thì bạn thấy là có từ can này, đúng không ạ? Có từ you are waiting. Vậy câu này cô sẽ chia hiện tại trong chia quá khứ được theo nguyên tắc về sự phối thì. Vậy thì với câu 26 cô chọn được câu đấy là ý B.
Sau câu số 26 chuyển cô sang với câu số 27. Trở với cái câu số 27, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ a great deal. Từ này cô bằng với much. Nó dùng cho danh từ không đếm được. Vậy thì với danh từ không đếm được thì động từ sẽ chia số ít. Với động từ chia số ít cô sẽ bỏ được ý A, bỏ được ý C, cô chỉ còn B hoặc D thôi. Để căn cứ cho cơ bằng H là mỗi năm, vậy nó sẽ là dấu hiệu của hiện tại. Do đó với câu 27 cô chọn được ý D. Đó, rất là nhiều tiền nó được đầu tư vào quảng cáo mỗi năm, nhờ hàng năm. Xong câu số 27 chuyển cô sang câu số 28. Với câu số 28 chỗ này dễ, cô chữa nhanh này. Cô có là sau sum cộng với nhá, sau cái từ sum có thể cộng với danh từ không đếm được. Nhờ, danh từ không đếm được. Ok. Hoặc nó có thể cộng với danh từ số nhiều. Chờ, ở đây cô có đằng sau có S là danh từ số nhiều. Thì với danh từ số nhiều động từ chia số nhiều. Như vậy thì cô sẽ bỏ được ý D thêm S tức là động từ. Nhờ, nếu thêm S như này suy ra chủ ngữ nó phải là số ít. Chờ, nếu ý A của cô mà số nhiều thì has phải đổi thành have. Chờ, cô sẽ chỉ còn B hoặc D. Chờ, vì với cái câu này em xem là chúng ta sẽ dùng hiện tại hay dùng quá khứ. Ý C lấy tại đơn, còn ý B là thì quá khứ đơn. Vậy muốn biết được câu này dùng hiện tại hay là quá khứ thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng từ phía sau. Cô có từ Excel, động từ này của cô đang chia nguyên dạng, vậy nó là hiện tại. Vậy suy ra vế trước của cô cũng sẽ chia hiện tại theo nguyên tắc về sự phối thì. Vậy thì 28 cô chọn được câu đấy là ý C. Vậy là một số học sinh thấy toán rất là khó, trong khi đó những học sinh khác thì lại rất là giỏi nó. Ở câu số 29 em thấy có từ books là danh từ số nhiều, thì động từ phải chia số nhiều. Cô sẽ bỏ được hết B, C, D, còn mỗi A thôi. Câu này dễ, đúng không ạ? Sách là một cái nguồn kiến thức và giải trí tuyệt vời. Thì với cái câu số 30, câu 30 của chúng ta có từ the. Thì em sẽ áp dụng cho cô cái quy tắc sau. Thì chúng ta có cái quy tắc với từ there. Thì đây, nó sẽ chính là cái cấu trúc số 14 này. Với cái cấu trúc số 14 là cái cấu trúc với there thì động từ sẽ chia theo danh từ phía sau. Chờ, danh từ phía sau của em ở cái câu số 30 của cô là từ several cars. Nhớ, là danh từ số nhiều, một vài chiếc ô tô mà danh từ số nhiều. Thì với danh từ số nhiều, động từ chia số nhiều. Vậy cô sẽ bỏ hết được A, B, C. Thì với câu số 30, cô chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Ok chưa? Rồi, tạm thời chúng ta dừng ở đây nhé. Bởi vì là cô dự định còn chữa hết cả cái phần sau nữa. Nhưng mà đến giờ phút này nó cũng là khá là nhiều thời gian, cô sợ các bạn mỏi rồi, nên chúng ta dừng lại ở đây. Vậy thì với 30 câu này giúp các bạn hình dung được là với cái phạm trù về sự hợp giữa chủ ngữ và động từ ấy, chúng ta chỉ cần áp dụng các quy tắc vào thôi. Chứ vấn đề là trong cái câu đó chúng ta sẽ phải vận dụng cái quy tắc gì. Vậy thì ở cái chuyên đề về sự hợp giữa chủ ngữ động từ này, các bạn chỉ cần áp dụng quy tắc đó vào trong câu là làm được. Nên là chúng ta chỉ cần thừa nhận quy tắc rồi áp dụng vào làm bài thôi. Như vậy thì sau cái buổi học hôm nay, các bạn dành thời gian là học thuộc những cái quy tắc này rồi áp dụng vào làm bài. Trong cái cuốn tổng ôn ngữ pháp này, cô cho anh thiết kế rất là nhiều dạng bài tập. Cô thiết kế rất là nhiều câu hỏi này và rất là nhiều những dạng bài tập khác nhau. Vậy thì để mà thuộc được cái số quy tắc đó, cái cách hiệu quả nhất là chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc đó và làm bài tập. Và thông qua cái quá trình làm bài tập đấy thì các bạn sẽ có thể nhớ, ghi nhớ được cái quy tắc tốt hơn em nhé. Nên là trên cái tinh thần là cô Trang đã hướng dẫn em cái buổi học hôm nay, em dành thời gian học học quy tắc này và áp dụng vào làm toàn bộ phần bài tập trong cái chuyên đề này ở trong sách là chúng ta sẽ thành thạo được. Bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối mai nhé.